Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thấy được phước gì được đến thờ phượng Đức Chúa Trời không ạ? Phước này chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa cho anh chị em. Ok, hôm nay là ngày chúng ta mừng sinh nhật điểm nhóm ở tại nơi đây, cũng là điểm nhóm trung tâm của chúng ta. Từ điểm nhóm này mà chúng ta live stream rồi chúng ta đưa lời Chúa cho toàn bộ dân sự của Chúa trong lời cả ngoài lời sự sống đó. Nên dù chúng ta không trực thuộc điểm nhóm này, chúng ta cũng hãy cầu nguyện và hãy coi đây là điểm nhóm của chúng ta nhé. Amen anh chị em. Ok, hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái điều thực sự bản thân tôi tin là cực kỳ quan trọng. Có thể chúng ta nghe rồi hoặc như thế nào đó, nhưng tôi tin nếu chúng ta nắm được chân lý này, chắc chắn đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Và ngay cả hội thánh, công việc Chúa cũng sẽ thay đổi. Chúng ta cùng nhau xem Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5. Tôi chỉ chia sẻ là bạn sẽ có cái điều mà bạn nhìn thấy bên trong lòng. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5 ạ. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông: dòng dõi con cũng sẽ như thế. Chúng ta biết đây là cái điều liên quan đến Abraham, tổ phụ đức tin của chúng ta. Một ông già gần 100 tuổi, bà vợ thì kém khoảng 10 tuổi, họ vô sinh, không có một mống con nào cả. Nhưng Chúa đã đưa ông ra ngoài và nói là hãy nhìn lên bầu trời và đếm các vì sao. Và sau đó chúng ta biết là những đoạn kế tiếp thì Chúa nói là gì? Cũng hãy đếm bụi đất thôi. Và Chúa nói là gì? Là dòng dõi con sẽ nhiều như vậy. Anh chị em biết không? Chúa Giêsu có nói như thế này trong Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 63 phần B, có nói như thế này: là những lời ta nói với các con là thánh linh hay là thần linh và sự sống. Nên lời phán của Đức Chúa Trời đó là thần linh và sự sống, có nghĩa là gì? Cái lời đó nó không chỉ động đến cái tâm trí cảm xúc con người, nhưng lời đó nó động đến cái phần sâu nhất trong lòng con người, đó là động đến tâm linh con người. Nên trong thời Cựu Ước chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã viết điều răn của Ngài trên bảng đá đó. Và anh chị em, những lời sống của Đức Chúa Trời nó sẽ khắc trong bia lòng con người. Nên đây là điều mà để chúng ta có thể phân biệt được lời Chúa phán hay không phải lời Chúa phán. Nếu không phải lời Chúa phán mà chỉ là cảm xúc ước muốn của chúng ta, thì hôm nay thế này, mai sẽ thế khác. Chúng ta sẽ thay đổi liên xoay xoạch các cảm xúc của chúng ta theo cái cảm nhận bên ngoài. Nhưng nếu lời từ Đức Chúa Trời, nó sẽ khắc trong biên lòng của chúng ta. Và nếu lời từ Đức Chúa Trời thì không dễ phai nhạt một chút nào cả. Trong khi trong cuộc sống chúng ta có những hoàn cảnh, có những bận bịu, có những điều này nó làm mất tập trung chúng ta. Nhưng mà mỗi lần chúng ta đến gần Chúa thì những gì mà khắc trong lòng chúng ta nó lại được nhắc lại. Rồi lời Chúa là sự sống á, có nghĩa là lời phán của Chúa nó sống động. Anh chị em ạ, khi nói đi sống bao giờ chúng ta nói đi động đúng không? Nên thực ra lời phán của Chúa bao giờ nó cũng mang cái cảm xúc, mang cái sự sống động và mang những cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy bên trong. Nên đó là cái điều mà tôi hay nói, đó chính là khải tượng đó. Nên khi Đức Chúa Trời phán với Abraham thì lời đó không bao giờ phai nhạt trong đời sống ông già này, mà đồng thời nó trở thành khải tượng. Nên khi ông nhìn đến cả sao trời và Chúa nói là dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời như vậy, thì những vì sao đó không còn chỉ là những vì sao lấp lánh, nó lóe trong tâm trí của ông, nó làm cho mắt ông thấy rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Nhưng mà những vì sao đó dường như nó trở thành những khuôn mặt của dòng dõi ông. Ông có thể nghe thấy tiếng cười, ông có thể thấy chúng nó gọi tên ông, ông có thể thấy các vì sao nó nói chuyện với nhau. Và hỡi quý vị anh chị em, kết quả đời sống Abraham thực sự nó là như vậy. Nên đây là nguyên tắc thuộc linh mà được chứa đựng trong Kinh Thánh. Hỡi anh chị em, khi mà lời sống của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh và đến với bạn ấy, lời đó có thể Chúa Thánh Linh sẽ làm sống động một cái lời hứa nào đó trong Kinh Thánh, hoặc một cái lời cụ thể nào đó Chúa phán với bạn. Những lời đó bao giờ nó khắc trong lòng của bạn. Cái thứ hai, nó sẽ mang cái hình ảnh hay là mang cái khải tượng bên trong lòng của bạn. Và điều bạn thấy bên trong lòng nó sẽ ứng nghiệm. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10 ở đây nói đến cái điều mà Chúa hứa dành cho tất cả những con dân Chúa
những kẻ tin Ngài, những kẻ yêu Ngài. Ở đây nói như thế này: nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh, vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nên ở đây tôi nói là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài sẵn sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài những cái điều rất là vĩ đại, những điều rất lớn lao, những điều rất là tuyệt vời mà tai con người chưa bao giờ nghe, mắt chưa bao giờ thấy, thậm chí lòng con người chưa bao giờ suy tưởng hay dám mơ tới cái điều như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta những điều đó, để nhờ sự bày tỏ đó mà chúng ta mới có thể nhận được. Và nếu chúng ta quay lại trong sách Công vụ Sứ Đồ thì chúng ta biết là gì? Khi mà Sứ Đồ Phê-rơ nói là ngày sau đó rốt Đức Chúa Trời sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt, đúng không? Và sau đó nói là gì? Con trai con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri, những kẻ trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, hay là những thấy khải tượng khải thị, và những người già cả thấy chiêm bao. Nên tôi muốn nói như thế này: cái cách thông thường mà Đức Thánh Linh bày tỏ chúng ta, mà chúng ta hay gọi là ngôn ngữ của Đức Thánh Linh ấy, đó là Ngài sẽ bày tỏ để cho lòng chúng ta thấy giấc mơ, thấy khải tượng. Cái lời đó là lời sống động trong lòng chúng ta. Nên chính vì vậy mà trước khi Đức Chúa Trời mang điều gì đó đến cho con người, hay là qua con người, thì Ngài sẽ mang điều đó đến qua khải tượng, hay là Chúa thay đổi khải tượng, thay đổi cái tầm nhìn của con người. Và nếu quay lại cái câu chuyện của Abraham đó, chúng ta biết một con người mà càng ngày càng già như vậy, ông đi theo Chúa từ năm 75 tuổi và đã nghe lời hứa này rồi, nhưng rõ ràng 5 năm không thấy ứng nghiệm là có dòng dõi, 10 năm không thấy, mà càng ngày thân thể càng ngày càng già hơn, da có thể càng ngày càng nhăn nheo hơn. Và Kinh Thánh nói là vợ ông đến lúc là gì? Không còn cái thói thường của người nữ giới nữa, nên thực sự là cái bụng đã chết. Nên theo tự nhiên á, thì chắc là cái khải tượng của Abraham, cái gì mà ông nhìn thấy, đó là hoàn cảnh càng ngày càng tệ hơn, càng ngày càng vô vọng hơn, thân thể càng ngày càng già khô đi, cằn cỗi hơn, và dường như không bao giờ được nghiệm điều đó. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã mang cái khải tượng đến cho ông khi Ngài nói hãy đếm sao trời, hãy đếm các biển, và Chúa nói là dòng dõi con sẽ nhiều như vậy. Và anh chị em ạ, cái khải tượng từ Đức Chúa Trời lại sống động trong lòng ông, niềm hy vọng đến trong ông, là ông nhìn thấy dòng dõi ông nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Nên hỡi quý vị anh chị em, khi khải tượng chúng ta thay đổi, đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Điều gì bạn nhìn thấy trong lòng, anh chị em ạ, bạn sẽ có được điều đó. Anh chị em, bản thân tôi chẳng hạn, khi tôi chưa theo Chúa, hoặc ngay cả khi tôi mới theo Chúa, tôi là người mà rất là nhát sợ. Tôi không bao giờ dám nhìn thấy cái hình ảnh, tưởng tượng ra hình ảnh là tôi đứng trước một vài người nào đó để nói một điều gì đó. Bởi tưởng tượng cái điều đó mà tôi thực sự là tôi khiếp sợ. Tôi dường như cảm thấy mình muốn ngất xỉu luôn vậy. Đấy, như anh em biết là thậm chí tôi có sợ lấy vợ đâu, bởi vì không dám tiếp xúc với cô gái nào cả. Rồi sợ đến ngày cưới của mình, giả sử ai tán mình ngày cưới của mình, mình đứng trước hội hôn thì mình nói cái gì. Nên thực sự không bao giờ tôi dám tưởng tượng nhìn thấy hình ảnh tôi là người giảng đạo, tôi là người đứng trước đám đông. Rồi bản thân tôi trong quá khứ tôi hay nói như thế này, là tầm nhìn xa của mình không quá 7 km. Ngày xưa nghe dự báo là tầm nhìn xa không quá 10 km, thì tôi không quá 7 km, bởi vì thực sự cái nơi thị trấn của quê hương tôi cách tôi, cách nhà tôi là khoảng 7 cây số. Đó là nơi có ánh đèn, nơi có thành phố, nơi đó rất thích. Chứ còn ở quê tôi hồi nhỏ tôi đâu có điện đâu, thậm chí hồi tôi thi đại học còn chưa có điện nữa, vẫn phải dùng đèn dầu để học, mang tính là cách đây không xa đâu. Nên vì vậy tầm nhìn của tôi không như vậy. Nhưng khi tôi theo Chúa, khi tôi nhận được sự kêu gọi của Chúa, bắt đầu Đức Chúa Trời mang khải tượng đến cho lòng tôi. Tôi nhìn thấy mình đứng trước mặt những đám dân rất đông. Tôi nhìn thấy tôi đi rất nhiều vùng đất. Thậm chí lời Chúa nói với tôi là gì? Con sẽ gặp các vua. Và anh chị em ạ, khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi tin điều đó, thì đời sống tôi cứ dần dần càng ngày thay đổi. Tôi đang nếm trải những cái điều như vậy, và chắc chắn sẽ nếm trải nhiều hơn. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong tâm linh, trong khải tượng, nó sẽ thành như vậy. Amen anh chị em. Nếu anh chị em biết một hội thánh mà bây giờ trên một phạm vi một hội thánh địa phương, hội thánh lớn nhất thế giới, đó là hội thánh bên Hàn Quốc, là hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Hàn Quốc, do cố mục sư Giang Ly Chô là người sáng lập. Anh chị em, lúc hội thánh chỉ có vài người,
Nhưng Chúa cho ông mục sư nhìn thấy hình ảnh một hội thánh lớn nhất thế giới tại nơi đây. Anh em, trong một cái vùng mà nghèo nàn, người ta khốn khổ, đất nước lúc đó tan nát bởi nội chiến ở tại Triều Tiên. Nhưng mà Chúa cho ông nhìn thấy cái gì đó mà ngoại cảnh hoàn toàn không khả thi, nhưng ông tiếp nhận khải tượng đó. Ngay cả cái chuyện mà khi ông bắt đầu giảng cho hội thánh ấy, ông giảng rất hùng hồn. Và người ta nói là mục sư hội thánh có vài người mà sao mục sư giảng cứ như cho cả ngàn người thế. Ông nói không, tôi đang giảng cho hàng ngàn người. Và ông luôn luôn là người mà giao truyền khải tượng. Nên hỡi quý vị anh chị em, những gì ông nhìn thấy lúc đó và bây giờ nó đang ứng nghiệm cái điều như vậy. Nó đã ứng nghiệm và sẽ tiếp tục với cái tinh thần như vậy. Nên tôi muốn nói với anh chị em là những người thuộc thành viên trong điểm nhóm tại đây, đúng không? Anh chị em, mỗi một kỳ sinh nhật, chúng ta không chỉ cảm ơn Chúa những gì chúng ta nhìn thấy chặng đường đã qua, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy gì trong tương lai. Cái đó rất quan trọng. Chúng ta nhìn thấy gì sắp tới. Rồi tôi biết là có những điểm nhóm khác trong cụm của chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy điểm nhóm chúng ta nhân lên không? Anh em đừng dựa vào hoàn cảnh để mà quyết định nó sẽ như thế nào. Đúng là cái chuyện nếu chúng ta không có Chúa thì đúng là chúng ta phải suy nghĩ rất thực tế. Nhưng mà có Chúa rồi, chúng ta không bỏ đi tính thực tế, nhưng mà chúng ta phải đặt cái yếu tố đức tin còn cao hơn cái điều đó nữa. Bởi Đức Chúa Trời chúng ta làm những việc lạ thường, có phải không anh chị em? Chúa không bị giới hạn bởi cái tầm nhìn tâm trí của chúng ta. Nên tôi tin cái điểm nhóm, nếu mà bạn mở mắt mình ra, nếu chúng ta nhìn thấy là chúng ta có những cơ sở, thêm những cơ sở rộng hơn. Tôi biết có những cái những điểm nhóm chúng ta cần những địa điểm lớn hơn thật, có phải không anh chị em? Quan trọng thay đổi trước trong tầm nhìn, hãy cởi mở để Đức Thánh Linh gieo những khải tượng nó trong lòng chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được điều đó. Chúng ta nhìn lên nhiều những điểm nhóm được nhân ra, chúng ta sẽ thấy kết quả. Anh chị em ạ, tôi suy nghĩ về năm 2004, 224 đó, năm kế tiếp. Tôi vẫn tin là ban ngày còn anh chị em ạ, còn những cơ hội lớn cho chúng ta. Đôi khi có những giai đoạn hoàn cảnh nó tạo chúng ta cảm giác là cánh cửa bắt đầu khép lại. Nhưng không, tôi tin sẽ còn cơ hội lớn, cơ hội tuyệt vời hơn. Nên chúng ta đang sống trong năm 2023 nhưng hãy chờ đợi năm 2024 nhé. Amen anh chị em. Tôi luôn luôn nhìn vào tương lai với niềm hy vọng. Thực ra nếu không có hy vọng tôi xin Chúa cất chúng ta về với Chúa luôn cho xong. Nên nhìn thấy tương lai, nhìn thấy điều tuyệt vời. Anh chị em ạ, những người mà dân sóc thời tin cha ghê, họ nói là chưa phải thời điểm để làm cái gì đó lớn lao. Nhưng mà tôi xin nói, bây giờ là thời điểm đấy. Bây giờ là thời điểm. Các sư đồ nói là còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt, bây giờ chưa đến mùa gặt. Nhưng Chúa nói hãy ngước mắt lên nhìn cánh đồng đó vàng sẵn trong mùa gặt. Nên quan trọng cái gì bạn nhìn thấy trong tâm linh. Anh em nhìn chính xác rất quan trọng. Chúa hỏi tiên tri Jeremy trước khi ông bước vào chức vụ. Chúa hỏi ông nhìn con nhìn thấy gì? Có phải không anh chị em? Con nhìn thấy gì? Và ông nói, thứ nhất ông nhìn thấy cái hay. Chúa bảo con nhìn chính xác ạ. Bởi ta sẽ là đấng thành tín làm trọn cái điều ta hứa. Rồi sau đó ông nhìn thấy nồi nước sôi mà đổ từ phương Bắc. Và Chúa nói là con nhìn đúng. Nên quan trọng anh em nhìn thấy gì rất là quan trọng. Nhìn đúng rất là quan trọng. Anh chị em ạ, Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam chúng ta, tôi biết cái điểm nhóm này cũng là cái điểm nhóm mà có những cái sướng nhưng cũng có những cái khổ. Sướng thì anh em cũng được ưu tiên những điều tốt nhất, nhưng khổ một cái là anh em phải kêu mang rất nhiều. Nên đôi khi nhóm này mà muốn có những hoạt động riêng của nhóm rất khó. Đấy, điểm nhóm này là bộ mặt của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhìn Lời Sự Sống Việt Nam chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu tại Việt Nam, tôi xin nói là chúng ta chả có cái gì cả. Pháp lý không có. Có những người còn nói cái gì khi mà về Việt Nam này, có những người nói với chúng tôi là về Việt Nam mà không có tiền không hầu Chúa được đâu. Tôi xin nói chúng ta bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà chúng ta có khải tượng, và cái đó mới là quan trọng nhất. Chúa cho chúng ta khải tượng là trung tâm Lời Sự Sống tại Việt Nam. Chúa cho chúng ta khải tượng vươn đến khắp 63 tỉnh thành, đến các sắc dân. Chúa cho chúng ta khải tượng là chúng ta sẽ đến các quốc gia khác, đến dân tộc khác. Và anh chị em ạ, bởi khải tượng đó mà chúng ta nhìn thấy sự hành động của Chúa, sự dẫn dắt của Chúa cho đến ngày này. Và nếu chúng ta tiếp tục duy trì giữ cái khải tượng đó, tin khải tượng đó, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa sẽ đưa chúng ta đi tiếp. Amen anh chị em. Nhưng tôi muốn nói một cái yếu tố này, anh chị em ạ, đức tin chắc chắn sẽ gặp thử thách. Anh chị em ạ, đức tin mà không gặp thử thách, tôi không nghĩ đó là đức tin thật. Đức tin thật bao giờ sẽ gặp thử thách. Thử thách đó là cái điều mà nó tránh được cái niềm tin của bạn. Nên ngay cả khải tượng cũng như vậy.
Khải tượng chắc chắn sẽ gặp những cái nghịch cảnh bên ngoài mà thấy khải tượng không thể khả thi được, khải tượng không thể hoàn thành được. Ví dụ tôi nhìn trong Kinh Thánh có mấy con người, ví dụ như Gia-cốp chẳng hạn, một con người mà từ nhỏ luôn thích ở trong nhà, còn Ê-sau thì chỉ thích rong ruổi ngoài cánh đồng. Mà tôi nghĩ là Gia-cốp vì ở trong nhà nên nghe ông nội nói kể rất nhiều, nói rất nhiều về Đức Giê-va. Đấy, nếu chúng ta xem á, thì tất cả Gia-cốp lúc 15 tuổi, lúc đó Abraham mới chết. Có nghĩa là từ nhỏ Gia-cốp nghe rất nhiều từ Abraham. Thì chính vì vậy mà Gia-cốp có sự khát khao những phước hạnh thuộc linh, khác với Ê-sau là như vậy nhé. Và Gia-cốp nghe từ ông mình là Abraham về sự tốt lành, về quyền năng, về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thì chính vì vậy khi Gia-cốp phải lìa nhà mình rời đi ấy, để chạy khỏi Ê-sau ấy, thì trên đường ông đã cầu xin Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa hiện ra, ông cầu xin để Chúa ở cùng ông, để Chúa bảo vệ ông và để Chúa ban phước cho ông ngay cả về tài chính nhé. Nhưng chúng ta biết là Gia-cốp đã rơi vào hoàn cảnh mà không thể tệ hơn. Ở với ông cậu là bố vợ tương lai, là một kẻ mà lừa đảo có hạng luôn. Anh em ạ, Gia-cốp rất thích cái con út của cậu, đứa con thứ hai của cậu. Mà ông cậu bảo là thôi làm không công 7 năm. Có ai ở đây lấy vợ mà phải làm không công 7 năm không ạ? Gia-cốp đã phải 7 năm. Nhưng ngày cưới bị chuốc rượu. Và sáng dậy tỉnh ra hóa ra không phải cái cô mình thích, mà cô chị mắt hơi lé lé một chút. Và cuối cùng lại phải 7 năm tiếp làm không công. Và sau đó ông bố là một tay lừa đảo, lại là tay cực kỳ keo kiệt, lươn lẹo. Và coi như là bao nhiêu lần mà hứa tiền công này, tiền công kia, Gia-cốp đã phải chịu sương gió, chịu mất ngủ, chịu nguy hiểm để mà chăn súc vật cho ông cậu mình. Và đến lúc mà 20 năm ở cùng cậu mà chả có cái gì cả. Hai vợ một đống con, đống con hơn nhiều mấy mục sư đấy. Nhưng mà trắng tay chả có cái gì cả. Nhưng anh chị em ạ, nhìn hoàn cảnh đúng là gì? Không có hy vọng. Không có hy vọng để quay về nhà cha mình. Không có hy vọng để có sản nghiệp, để có của cải. Nhưng mà Chúa đã hiện ra, hay là thiên sứ của Đức Giê-va đã hiện ra. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 12 có nói như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 12 có nói như thế này. Thiên sứ nói, hãy ngước mắt lên mà nhìn. Đây là trong giấc mơ nhé. Tất cả các dê đực đang giao phối đều có sọc, có vằn và có đốm. Vì ta đã thấy cách La-ban đối xử với con rồi. Có nghĩa là Chúa nhìn thấy La-ban là kẻ keo kiệt, là kẻ lừa công giá biết bao nhiêu lần. Và Chúa nói ta nhìn thấy cách đối xử tệ như vậy. Và bây giờ giống như Chúa hứa là gì? Chúa ban cho ông sản nghiệp, ban cho ông sự giàu có thịnh vượng ở đây. Và Chúa ban bằng cách nào? Chúa nói hãy ngước mắt lên nhìn. Các con vật đó đều con có vằn, có sọc, có đốm. Nhưng chúng ta biết thực tế là không có những con như vậy, có phải không anh chị em? Thậm chí về sau mà khi mà Gia-cốp mà La-ban tách đàn ra, tất còn có sọc, có đốm cho con mình chặt hết. Còn cho Gia-cốp làm con không hề có con nào có vằn, có sọc, có đốm. Nhưng trong khải tượng, trong giấc mơ mà Chúa lại nói với Gia-cốp là hãy ngước mắt lên nhìn, hãy nhìn thấy toàn con có sọc, có vằn, có đốm ở trong bầy chiên, trong bầy súc vật đó. Và chúng ta biết kết cục là Gia-cốp đã tin điều đó, Gia-cốp đã bước theo khải tượng đó, và kết cục toàn sinh ra con có vằn, có sọc, có đốm. Và cuối cùng dường như tài sản của La-ban ấy đã chuyển dần hết sang cho Gia-cốp. Nên chính vì vậy, hỡi quý vị anh chị em, đôi khi chúng ta bảo là tôi thấy khải tượng là khải tượng kia vì hoàn cảnh nó thuận lợi như vậy. Tôi xin nói chưa chắc nó phải là khải tượng của Chúa đâu, mà thông thường không phải khải tượng của Chúa. Khải tượng của Chúa thông thường đều ngược lại những cái gì tự nhiên bên ngoài. Mà khi bạn có điều đó đấy, để bạn có thể nói đúng là Chúa thật, có đúng anh chị em? Chứ không phải là bởi tự nhiên. Anh em tôi ngày nay đứng được trước mặt anh em đây đúng là Chúa thật. Chứ còn tôi mạnh dạn những người này người kia, diễn thuyết giỏi những người này người kia thì thôi nói làm gì. Còn vốn cho tự nhiên là bất khả thi. Nhưng mà mình lại thấy cái khải tượng đó. Anh em, Chúa thông thường làm ngược lại cái điều gì mà con người toan định đấy. Nên hỡi quý vị anh chị em, nếu bạn gặp những cái thử thách, những cái hoàn cảnh mà bạn cảm thấy là gì, ô cái điều mà tôi tin, điều tôi thấy Chúa bày tỏ cho tôi dường như bất khả thi, thì bạn hãy vui lên. Bởi khải tượng đó là khải tượng của Chúa đấy. Và không có gì khó đối với Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Cũng có thể
Tôi muốn nói như thế này, tôi muốn nói thêm cái ý này. Nên chính vì vậy, nếu mà bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn không tưởng, tôi biết là chẳng hạn như ngày nay rất nhiều những người gặp khó khăn về tài chính, khó khăn về công việc, thu nhập. Và đôi khi chúng ta cố gắng để thay đổi công việc, để nhảy việc. Tất nhiên chúng ta có thể thay đổi những gì mà có thể thay đổi. Nhưng tôi muốn nói là những sự thay đổi bên ngoài thông thường nó không mang kết quả dài lâu. Nó không thay đổi mang đến thay đổi thực chất. Mà cái điều chúng ta cần phải xin Chúa để Chúa thay đổi chúng ta nhiều hơn đó là thay đổi những cái gì bên trong chúng ta này. Hãy đến với lời Chúa, hãy suy ngẫm lời Chúa, hãy cầu xin để Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn, để bạn nhìn thấy bạn là người thịnh vượng, bạn là người thành đạt, bạn nhìn thấy Chúa ở cùng bạn. Anh em, cái sự thay đổi bên trong nó sẽ kéo theo sự thay đổi bên ngoài, và sự thay đổi đó sẽ là sự thay đổi lâu dài. Một cái ý tiếp theo tôi muốn nói như thế này, cũng có thể có những con người mà bạn bạn bảo tôi có lời hứa của Chúa, có khải tượng của Chúa và tôi đang vui hưởng thành quả đó, nhưng mà hiện tại có những điều, có những sự cố xảy ra, có những điều bạn dường như cảm giác từ trên trời rơi xuống và là bạn mất hết. Tôi biết có những người mà tự nhiên rất tin vào điều này điều kia, nhưng mà thời gian qua mất hết, tự nhiên mất sạch những cái điều mà thực sự là không ngờ được những cái chuyện như vậy. Thì tôi cũng muốn nói một cái câu chuyện khác về Abraham. Câu chuyện đó được viết trong Sáng Thế Ký đoạn 13 từ câu 14 đến câu 15 á. Chúng ta biết câu chuyện này là khi Abraham đi theo Chúa và Lot cũng cùng đi theo ông, và họ trở nên rất là thịnh vượng, chiêm bỏ rất nhiều, vào cái vùng đất đó đã trở nên quá chật đẹp với họ. Và lúc đó Abraham đã nói với Lot là thôi bây giờ chúng ta là bác cháu cốt nhục, không thể tranh giành nhau vì cái chuyện này, mất bất hòa vì chuyện này. Nên nếu bây giờ cháu chọn bên trái bác sang bên phải, mà cháu chọn bên phải bác sang bên trái. Và chúng ta biết câu chuyện là Lot đang ngước mắt lên nhìn, không phải nhìn trong tâm linh nhé, mà nhìn bằng mắt thường, cái vùng đất đồng bằng sông Giô-đanh nhé, rất màu mỡ, có đồng cỏ, có nguồn nước, có thành phố ở đó, giống như vườn địa đàng của Đức Giê-va vậy. Và Lot đã chiếm mất vùng đất đó và để cho Abraham cái vùng đất mà dường như là sỏi đá hoang mạc, vùng đất không được như vậy. Và anh chị em ạ, dường như Abraham lúc này mất tất cả. Nhưng mà trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 câu 15 chúng ta đọc xem Chúa nói gì nhé. Sau khi Lot lìa khỏi Abraham, Đức Giê-va phán với Abraham: từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông tây nam bắc. Tất cả vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời. Anh chị em ạ, cái vùng đất mà Lot chiếm mất của Abraham đó, đó chính là vùng đất mà Đức Giê-va đã hiện ra cho Abraham khi ông rời khỏi quê hương xứ sở ông đi theo Chúa. Và khi ông đến đó, Đức Giê-va đã hiện ra và nói: ta ban cho con và cho dòng dõi con vùng đất này đời đời. Nên rõ ràng khi Abraham ở vùng đất đó, ô cảm ơn Chúa vì Chúa hứa cho con vùng đất này, và bây giờ ứng nghiệm, bây giờ con đang trú ngụ đây, mặc dù dòng dõi con chưa có, nhưng mà ít nhất là con đang ở cái vùng đất này. Nhưng bây giờ cái hoàn cảnh xảy ra đấy, và thành ra Abraham mất luôn cái vùng đất đó, mất cái điều Chúa hứa, mất cái điều Chúa ban cho. Và tôi xin nói chắc chắn là Abraham cũng thậm chí có thể lung lay trong đức tin. Không biết nếu mà bạn gặp chuyện đó, tôi nghĩ là nếu cảm xúc bình thường rất dễ lung lay, rồi có thể đặt câu hỏi là: Chúa ơi, vậy lời hứa của Chúa sao đây? Cái lời hứa của Đức Chúa Trời thế nào đây? Khải tượng ra sao đây? Và tôi nghĩ Abraham chắc cũng gặp cái nỗi buồn và gặp áp lực nhất định chứ. Bởi có thể các đầy tớ nó xì xào, nó bảo ông chủ mình rất tốt, kính sợ Đức Giê-va, nhưng ông chủ mình hơi dại, bị cái ông cháu lưu manh giành hết. Và tôi nghĩ là biết đâu Sara cũng có thể lầm bầm phàn nàn với Abraham. Và tôi đã bảo ông rồi, lúc Đức Giê-va gọi đi đừng có mang nó theo, bây giờ ông mang nó theo bây giờ mất hết rồi đấy. Ông chỉ nghĩ đến người nhà của ông thôi. Tôi biết là những gia đình đây chả có gia đình nào như vậy cả, nhưng tôi biết có những gia đình đấy trách vào đấy người thân của ông nhá, hay người thân của bà đấy nhá, đấy cứ mang bao nhiêu tiền đi cho nó, bây giờ đấy nó lừa mình hết. Ở đây không có ai như vậy đúng không? Nhưng mà có lẽ là Abraham gặp những cái chuyện như vậy. Và anh chị em ạ, những Đức Chúa Trời đã đến với Abraham, Chúa an ủi ông bằng cách là Chúa làm sống động lại khải tượng. Anh chị em bây giờ đã bao giờ mất bát chưa anh chị em? Tôi nhớ hồi tôi mới theo Chúa đi buôn đô la bị mất. Và khi mất nói thật lúc đó tay chẳng muốn giơ lên nữa, chả có sức gì làm cả.
nên thực ra là không chỉ mất cái gì bên ngoài đâu, mà những cái mất đó nó làm mất cả cái tinh thần bên trong đó, mất cái niềm vui bên trong, mất cả niềm tin bên trong đó. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã đến với Abraham và Chúa nói hãy ngước mắt lên nhìn. Nên nếu anh chị em cũng gặp những hoàn cảnh như vậy, đừng có ngồi mà khóc, đừng có cúi gập xuống, hãy ngước mắt lên nhìn tất cả vùng đất mà con thấy hiện tại có thể bị mất, nhưng nó sẽ thuộc về con và dòng dõi con đời đời. Và anh em chúng ta biết mấy ngày qua rất là cái chuyện mà đang xảy ra tại Trung Đông đúng không? Anh em, trên cái vùng đất đó Chúa hứa là Chúa ban cho Abraham và dòng dõi ông đời đời, có đúng anh em? Không phải là một khoảng thời gian. Nên dân Israel đã bị lưu lạc gần 2.000 năm, Chúa vẫn làm thành lời hứa, Chúa vẫn đưa họ quay về. Và chúng ta biết rất nhiều những thế lực, những quốc gia mà muốn đẩy họ khỏi đất đó, không muốn thành lập nhà nước Do Thái, muốn loại họ khỏi đó. Nhưng tôi xin nói, họ không thắng được Đức Chúa Trời đâu. Nên làm cái điều đó cuối cùng lại chống nghịch với Đức Chúa Trời đấy. Nên chúng ta hãy là người mà cộng tác với Chúa nhé. Nên chúng ta hãy nhìn thấy dưới quan điểm của Đức Chúa Trời. Nên trong những cái thời mà sau dịch bệnh, và như chúng ta đang sống trong thời kỳ ngày nay đó, rất nhiều khó khăn về kinh tế, rất nhiều những mối đe dọa khác nhau. Và có lẽ là càng ngày, những ngày cuối cùng, chúng ta càng thấy nhiều cái biến động khó lường. Và khi trong hoàn cảnh như vậy, bạn có thể bị mất mát. Anh em đừng nói là tôi không gặp cái sự mất mát. Anh em, Ukraine là đất nước mà rất nhiều tín hữu tin lành. Anh em, có những làng tôi nghe nói là 100% là những người tin Chúa mà đầy giấy Đức Thánh Linh. Thậm chí người chết sống lại là chuyện bình thường nha. Chứ không phải giống như một số nơi, hoặc như Việt Nam này có những nơi mà theo cả làng, nhưng mà thực sự là không biết là đức tin thật của từng người ra sao hay là chỉ phong trào. Nhưng kia 100% những người được đầy giữa Đức Thánh Linh. Nhưng anh chị em ơi, bùng cái là chiến tranh nổ ra, một cái điều gì đó giống như từ trời rơi xuống. Và nhiều hội thánh mất nhà thờ, nhiều con cái Chúa mất nhà mất cửa, tan tác đi tất cả. Nên có thể bạn cũng bị mất mát. Nhưng tôi xin nói là nếu mà bạn không mất khải tượng, không mất đức tin nữa, thì thực sự bạn cũng sẽ chả mất gì đâu. Bởi đa số những người thành công họ đều phải nếm trải qua những sự thất bại, có phải không anh chị em? Tôi đọc về đời sống nhiều những người tỷ phú, họ đều trải qua những lúc mất mát, nhưng mà họ không mất tầm nhìn, họ không mất tinh thần. Và đặc biệt chúng ta là người tin Chúa ngày nay, chúng ta không mất niềm tin nữa. Tôi xin nói là thực ra bạn chả mất gì cả. Nên chính vì vậy chúng ta rất cần phải coi trọng, gìn giữ cái đức tin trong lòng, cái khải tượng, cái gì bạn nhìn thấy trong lòng. Bởi những gì bạn nhìn thấy, bạn sẽ có điều đó. Và chúng ta rất cẩn thận cái nguyên tắc thuộc linh này nha. Bởi cái nguyên tắc thuộc linh này ấy, nó mang đến cả cái mặt khác nữa. Nên nếu trong lòng bạn nhìn thấy những điều tiêu cực, có những nỗi sợ đeo đẳng, tôi sẽ nói nếu bạn không thắng được nó sẽ xảy ra với bạn. Anh em, không phải vô cớ tôi nhìn thấy có những con cái Chúa, mặc dù có thể rất yêu kính Chúa, nhưng mà họ luôn luôn nghĩ họ giống như Job vậy. Họ luôn luôn có một cái chờ đợi, có cái tai họa nào xảy ra với họ. Và anh chị em ạ, cái đó là mở cánh cửa để ma quỷ nó đến cướp giết hủy diệt đấy. Tôi không nói đùa cái chuyện này đâu. Tôi rất tôn trọng có những người mất con, chết con, rồi mất điều này, mất điều kia. Tôi rất kính trọng họ. Nhưng tôi cũng phải đặt lại là đôi khi có những nơi, bởi vì tôi đã từng ở một thánh như vậy, người ta dạy dỗ cái đó là đến từ Chúa. Và đôi khi người ta tiếp nhận cái điều đó, người ta để cho những nỗi sợ đó gieo rằng, người ta không chiến đấu với điều đó. Và anh chị em, ma quỷ nó có thể hành động qua cả những khải tượng xấu trong lòng con người. Bởi vì hỡi quý vị anh chị em, Satan nó muốn hủy hoại con người bằng cách gieo những cái khải tượng xấu hay nỗi sợ. Nên chính vì lại bên ngoài thế gian chúng ta biết rất nhiều những cái nỗi sợ đến người ta đó. Người ta nghĩ, ồ năm nay là năm hạn chẳng hạn. Nhẹ thì tai nạn giao thông, nặng thì thôi, về chầu ông bà. Rồi người ta nói tuổi 49, rồi nào là đủ các kiểu, ngày lẻ, rồi bói râm, rồi đủ các cử chuyện khác nhau. Và anh chị em, nếu người ta tiếp nhận những cái khải tượng mà ma quỷ nó gieo đến, tôi xin nói, nó sẽ mở cánh cửa để ma quỷ đến hủy hoại đời sống con người. Thế thường thường bói ra ma đấy, bói vào giọng phán ra một cái điều để khiếp sợ. Và anh chị em ạ, cái đó mở cánh cửa cho ma quỷ đến. Anh chị em, đời sống tôi đã từng phải tranh chiến điều đó. Cách đây gần 16 năm về trước, anh chị em tôi đã từng bị một cái sự tấn công như vậy. Khi trong hội thánh có một cái chuyện rất lớn xảy ra, giống như cả địa ngục nổi lên mà muốn chống lại mình, muốn hủy hoại mình. Anh em, như tôi biết cái nguyên tắc đức tin, tôi đóng tâm trí tôi để cho không cho ma quỷ nó gieo rắc những nỗi sợ đến trong lòng của tôi. Nhưng một trong một cái giấc ngủ kia tôi thấy một cái cơn ác mộng.
Tôi thấy mình bị căn bệnh chết người. Và khi tỉnh dậy tôi cảm thấy lồng ngực cả cái phía trên tôi đau. Và một cái tư tưởng lóe đến là gì? Mày bị bệnh chết người, bệnh ung thư rồi. Anh chị em ạ, tôi phải chiến đấu với cái nỗi sợ đó giống như mũi tên lửa của kẻ thù vậy. Vài tháng trời, và lúc tôi bẻ gãy nó, và tôi chiến thắng được nó. Và anh chị em, chính vì vậy tôi vẫn khỏe mạnh. Còn nếu không thì tôi chết từ lâu rồi. Anh chị em, ngay giờ một sư cô kể câu chuyện như vậy đó. Khi ông học phổ thông ấy, một ngày kia ông giáo viên nói là những người cổ dài rất dễ bị lao phổi. Và ông thấy ông cổ dài nhất trong lớp, cả lớp nói lên ông cổ dài nhất. Và bắt đầu cái nỗi sợ đeo đẳng là mình bị lao phổi. Và kết cục anh chị em biết không, một thời gian ngắn sau ông bị lao phổi thật. Và đến lúc là thực sự là gì, là bác sĩ trả về bảo sống vài tháng nữa là chết. Và trong cái cơn hoang mang tột độ như vậy, ông kêu đủ các thần không ai cứu cả. Và cuối cùng ông kêu trời là nếu có Đức Chúa Trời trên trời kia, xin cứu con, bởi còn quá trẻ không muốn chết. Và một cô gái trẻ đã đến làm chứng cho Giang Di Chô. Và ông tin Chúa, và thực sự ông sống đến năm gần 90 tuổi mới chết. Anh chị em, còn nếu mà ông không thắng được cái điều đó, ông chết từ lâu rồi. Nên ma quỷ nó muốn hủy hoại con người bằng cách gieo những nỗi sợ. Và khi con người tiếp nhận như điều đó, mở cánh cửa như vậy, ma quỷ nó sẽ hành động trong đời sống con người được. Nên chính vì vậy, hãy coi trọng những gì bên trong bạn thấy. Hãy tiếp nhận khải tượng từ Đức Chúa Trời. Và hãy lột bỏ, nhổ đi những cái nỗi sợ, những cái gieo rắc từ ma quỷ đến. Amen anh chị em. Và tôi muốn nói như thế này là khải tượng nó không chỉ liên quan đến công việc Chúa chung đâu, hay là lễ hội thánh, mà đôi khi người ta cứ nghĩ khải tượng là phải liên quan đến công việc Chúa. Anh chị em, khải tượng nó liên quan đến cả đời sống cá nhân của bạn, liên quan đến những cái điều mà bạn đối diện hàng ngày. Anh em ạ, trong lời Chúa có nói về lời hứa về sự chữa lành. Bạn có khải tượng về sự chữa lành không? Anh chị em, tôi là một hội thánh mà người ta nói là bệnh tật đến từ Chúa, nhưng cảm ơn Chúa đến lúc Thánh Linh bày tỏ cho tôi biết là Chúa Giêsu đã không chỉ gánh tội của tôi mà gánh bệnh tật của tôi, và tôi nhìn thấy mình được khỏe mạnh. Anh em bảo tôi vẫn thấy có những người tin Chúa bị bệnh, đó là việc của người ta, tôi không quan tâm. Tôi tin vào lời Đức Chúa Trời, tôi không tin vào cái gì tôi nhìn thấy. Tôi không phán xét những người bị bệnh bởi có nhiều điều nó vượt qua sự hiểu biết của tôi, nhưng tôi tin trên lời Đức Chúa Trời. Tôi là người được chữa lành. Tôi tin lời Chúa nói là Đức Thánh Linh làm cho thân thể ai chết này lại sống. Tôi tin được sức khỏe. Anh em tôi ở hội thánh người ta nói là nghèo là phước hạnh. Đến lúc mà Chúa bày tỏ cho tôi kinh thánh khác, Chúa trở nên nghèo để tôi được giàu có. Và tôi nhìn thấy mình là người được thịnh vượng, là người dư dật. Anh chị em, có những người nói với tôi là gì? Là mục sư bây giờ nghèo, vợ phải đi kiếm tiền nuôi chồng hầu Chúa. Tôi dẹp bỏ mấy tư tưởng nhảm nhí đó đi. Ở đâu trong kinh thánh nói điều đó? Chúa nói hầu vì Chúa ban phước cho đồ ăn thức uống, có đúng anh chị em? Nên hãy kiểm tra niềm tin của mình có phải đặt vào cái điều chúng ta nhìn thấy không? Có phải đặt vào ngoại cảnh không? Hay chúng ta đặt vào lời Đức Chúa Trời? Và tôi tin vào lời Đức Chúa Trời. Anh chị em, nếu Đức tin tôi sai lên kia, Chúa sẽ chỉnh tôi. Nhưng mà tôi đang đếm trải những cái điều mà trên đất này đấy. Nên tốt nhất tin vào điều tốt còn hơn là tin vào cái điều mà không tốt. Nếu bạn nói là ồ cái này cơ sở Kinh Thánh, ok, Kinh Thánh cũng nói điều này. Tất nhiên tôi tin là trong Kinh Thánh có những chân lý sâu sắc. Nhưng mà tôi tin cái điều gì viết rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Và tôi đặt niềm tin tôi trên cái điều như vậy. Nên vì vậy, bạn có thấy khải tượng trong mọi lĩnh vực trong đời sống bạn không? Bạn thấy khải tượng trong đời sống cá nhân bạn không? Bạn thấy khải tượng của Chúa dựa trên lời Chúa liên quan đến gì mà công việc của Đức Chúa Trời hay không? Nên chính vì vậy tôi muốn tóm lại cái điều này, là bạn sẽ có điều mà bạn nhìn thấy bên trong. Nên hãy để Đức Thánh Linh qua lời của Ngài, để Ngài có thể gieo những khải tượng đến trong lòng cho tâm linh của bạn. Điều tiếp theo là hãy loại bỏ những cái tư tưởng những cái nỗi sợ, những cái tiêu cực mà ma quỷ gieo trong lòng của bạn. Hãy nhổ nó đi bằng mọi giá. Bạn không thắng được cuộc chiến đức tin đó, bạn sẽ thua cái đời sống bên ngoài. Rồi như tôi muốn nói thêm cái điều này, khi liên quan đến khải tượng mà Chúa ban cho bạn hoặc cái lời hứa nào đó, giống như Habacuc nói chúng ta hãy chép ra trên bảng. Anh em, có những lời hứa của Chúa bạn phải thuộc lòng, bạn hãy viết ra. Anh em, nếu anh em luôn mà viêm gọi là viêm màng túi đâu, hãy để câu kinh thánh mà lời hứa đó trong cái ví của bạn. Nếu bạn bảo tôi luôn đối diện đến chuyện mà thiếu đồ ăn thức uống, hãy dán câu kinh thánh trước tủ lạnh của bạn, để bạn hãy nhìn thấy điều đó, để cho bạn dù có bận rộn, dù có bị phân tâm, nhưng bạn vẫn nhớ đến lời Chúa, giống như Habacuc nói hãy chép cái điều đó ra trên bảng, bởi vì lời Chúa hứa chắc chắn nó sẽ ứng nghiệm.
Anh em cũng giống như Gia-cốp khi Chúa phán với ông điều đó đâu. Ông đã làm cái chỗ máng mấy con vật nó uống nước, nó giao phối đấy. Ông lấy những cây mạch dương, ông luộc vỏ để nó cũng có vằn, có sọc, có đốm. Gia-cốp làm điều đó để làm gì? Để khi ông nhìn lên điều đó, ông nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời là bầy này toàn những con có sọc, có đốm. Tại sao Abraham Chúa phải dùng cái giống như bằng hình ảnh cho ông nhìn thấy đúng không? Sao trời cát biển, ban đêm nhìn sao trời, ban ngày nhìn thấy cát. Để mỗi lần ông nhìn lấy điều đó, cái khải tượng mà Chúa nói trong lòng ông và dòng dõi ông nhiều như vậy, nó được sống động trong lòng ông. Nên chúng ta cũng cần phải làm cái điều như vậy. Và nếu có những cái hoàn cảnh mà bạn cảm thấy khải tượng không bao giờ thành được, khó thành lắm, hãy nhớ không có gì khó với Đức Chúa Trời. Và thậm chí nếu bạn có bị mất mát, anh chị em ạ, nếu bạn không mất khải tượng, tôi xin nói những điều nó chết có thể sẽ sống lại. Anh chị em, trong đời sống tôi đã có những điều mà mình tưởng như mất, ngay cả chức vụ, ngay cả điều này điều kia, nó giống như chết rồi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chết sống lại. Ngài có thể khiến cho những điều bạn mất nó sẽ sống lại được. Nên chính vì vậy hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Bây giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy nhé. Chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa. Hallelujah. Nếu bạn đang gặp những hoàn cảnh như vậy, có thể bạn đang gặp những hoàn cảnh mà cảm thấy lời hứa của Chúa không biết bao giờ được thành, anh chị em hãy nhắc lại, hãy nhắc lại những gì mà Chúa nói với bạn, hãy nhắc lại, hãy cầu nguyện cho điều đó, mà về nhà có thể ghi những điều đó ra, hãy cầu nguyện để khải tượng nó trở thành một phần trong lòng của bạn. Nếu mà bạn bây giờ có thể bị mất mát cái điều mà Chúa hứa với bạn, bạn đã đếm trải thời gian qua, nhưng thời gian vừa rồi hiện tại bạn mất những điều đó, tôi muốn nói với anh chị em, hãy tin Đức Chúa Trời có thể khiến những kẻ chết sống lại. Nếu bạn không mất niềm tin, những điều đó có thể sống lại. Chúa ơi, cho con đến trước ngôi Ngài. Xin Chúa đến với mỗi một anh chị em chúng con. Xin Chúa làm sống động lại khải tượng. Xin Chúa nhắc lại khải tượng, nhắc lại những lời Chúa hứa cho chúng con, để lòng chúng con lại được bình tĩnh, để đức tin chúng trong lòng chúng con lại được sống động. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Giờ phút này mỗi anh chị em chúng ta cứ cầu nguyện cho cá nhân mình. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.